chẳng thể đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam phải ghi bàn vào lưới đội bóng đẳng cấp Hà Lan. Cố gắng phòng ngự chặt, hạn chế bàn thua là mục tiêu thực tế nhất của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trong lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn World Cup, các cô gái Việt Nam vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và mỗi trận đấu, mỗi tình huống bóng là một bài học quý giá. Ông Mai Đức Chung từng khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam muốn học hỏi tất cả đội bóng tại World Cup nữ 2023. Đó chẳng phải lời xã giao, bởi hơn ai hết, ông hiểu thực lực của toàn đội. Không dễ để đội tuyển nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu với những đội bóng hàng đầu thế giới và trước đương kim Á quân Hà Lan, các cầu thủ cần tuân thủ đấu pháp, giảm hưng phấn, đồng thời tăng quyết tâm. Việc mới để thua 5 bàn sau 2 trận trước Mỹ và Bồ Đào Nha cũng có thể xem là thành công bước đầu của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước đội tuyển nữ Hà Lan đang đua tranh ngôi đầu bảng với Mỹ, các cô gái Việt Nam cần phòng thủ chặt, phân phối sức, lựa chọn thời điểm phù hợp để phản công. Nếu tránh nhận bàn thua sớm, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thêm tự tin hơn trong phần còn lại của trận đấu. Có nhiều ý kiến cho rằng, ông Mai Đức Chung nên trao cơ hội cho những cầu thủ ngồi dự bị bởi đằng nào đội tuyển nữ Việt Nam cũng bị loại. Đây cũng là điều mà ban huấn luyện tính đến, nhưng không thể bê cả đội hình 2 vào thi đấu với đội bóng đẳng cấp Hà Lan. Hơn nữa, nếu mục tiêu ghi bàn trước Hà Lan trở nên xa vời thì ước muốn thua ít, thậm chí thua sát nút cũng là kết quả làm nức lòng người hâm mộ. Nhiều khả năng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giữ nguyên bộ khung như đã thể hiện trước Mỹ và Bồ Đào Nha. Các nhân tố trẻ sẽ được trao cơ hội ở hiệp 2 hoặc những phút cuối trận. Có quá nhiều sự chênh lệch về kỹ thuật, thể hình, thể lực giữa hai đội. Song điều chúng ta chờ đợi là đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường trước Hà Lan như đã từng ghi điểm trước Mỹ. Điều quan trọng là tinh thần quyết tâm ấy cần được thể hiện đúng thời điểm, chớ nên phung phí sức lực ở những tình huống không cần thiết, ham bóng, bị cuốn theo lối chơi của đối thủ mà vỡ trận. Trận thua 0-2 trước Bồ Đào Nha vì các cầu thủ hưng phấn quá đà, không tuân thủ đấu pháp phòng ngự của ban huấn luyện là một bài học.